Mời bạn nam. Ui, quá dữ. Rồi, mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Nguyễn Minh Dũng. Em đang làm nghề cắt tóc nam ở địa chỉ 176 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Cái tiệm cắt tóc đó là mình làm chủ ha? Dạ, em làm chủ. À, mở tiệm tóc bao lâu rồi? Dạ, từ khi em làm nghề đến giờ 27 năm rồi anh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. À, em tên Nguyễn Thị Kim Phượng. À, nghề nghiệp của em là thợ may. Thợ may? Dạ, em năm nay 36 tuổi. À, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Em ở đây lâu rồi. Ở quận mấy bà? Ở quận mấy? Ở Gò Vấp. 36 tuổi, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nói chung là trải qua chưa được một mối tình nữa. Tại vì quen thì quen nhưng mà mới hơi lớn tí cái là chia tay, cho nên là không có quen được gì. Là sao, là coi như là cái mối tình đó bao lâu rồi? Lâu lắm rồi chị. Rồi từ lúc đó đến nay là không có quen ai hết? Không có quen ai, nhưng mà cũng có người giới thiệu, nhưng mà tại vì qua sơ sơ cái là thấy không hợp cho nên là không có làm quen nữa. Vậy là mình kén quá hả hay sao? Không biết nữa. Lại không có ham đi chơi nhiều á. Nói chung là đi chơi thì cũng có thể chỉ cho có giấc. Cho nên là thích thì đi chung với gia đình thì được, mà đi riêng thì hơi ngại, cho nên là không thích đi chơi. Đó, 36 tuổi mà còn không chịu đi chơi nữa sao có bộ. Phải đi ra ngoài mới có cơ hội tìm kiếm được chứ. Giờ có giấc là giờ nào đi chơi được đâu, nói nghe thử coi. Tại em làm cũng trễ, khoảng 7 giờ em mới về. Cho nên là nếu mà đi có từ giờ đó tới 10 giờ thôi. 7 giờ mới đi làm về. Ba em cũng khó cho nên là không có cho đi chơi. Là giờ đang sống chung với ba mẹ trong nhà luôn. Dạ. Ôi, 36 tuổi rồi đi chơi được tới 10 giờ là phải về đó nghe. Anh bên kia thấy sao? Dạ được, chị có lúc trễ hơn chút xíu cũng được, mà sớm hơn được cái sao chị? Ủa mà là mấy mối tình rồi? Em á hả? Nhiều mối tình nhưng có cái hai mối tình chính thức. Ê, cô gái bên kia cô muốn tìm người yêu của mình như thế nào? Trước hết là phải có đạo. À, tại vì em là đạo có Thiên Chúa, cho nên là thường thường là em quen là em hay nói trước như vậy, mấy người nghe vậy cái cũng hơi sợ sợ, cho nên là... Ủa anh có đạo không anh? Dạ có chị. Rồi, mừng quá. Khỏe rồi ha. Rồi tiếp. Lo nhất. À, cao hơn em. Có chừng 1m65 cho là hình được. Em luôn dưới 1m65 chị, mang đôi giày vô cao 1m7. Trời ơi. Được rồi, còn gì nữa em? À, vui vẻ, hòa đồng, quan tâm tới mọi người. Anh thì vui lắm. Thích với đám đông không mà không thích ít người. Mà ít người thì thích ở bên em thôi mới ít thích như vậy đó. Ghê chưa? À, vậy bên đàn trai có yêu cầu gì bên nhà gái không? Cái chuẩn người của anh yêu sao? Cầu đơn giản thôi. Bạn gái em thứ nhất là trái tim trung tình. Công việc nhà thì nói chung phụ nữ mà ai cũng biết là được rồi. Ngoài hình chiều cao thì em thích cao từ 1m50 trở lên. Nếu cao hơn được em càng nhiều càng tốt. À, chào em. Anh đây rất dễ thương. Anh này rất là thoáng. Cưới liền không? Nếu được thì tìm hiểu cỡ 1 năm thì mình... Dài quá, 38 rồi. 38 tuổi, 36 tuổi rồi. Vì chừng tháng 2 tháng thôi. Tháng 2 tháng lẹ quá. Không lẹ đâu. Vợ khi ta cưới kêu có 1 tháng ta cưới liền. Thì cũng phải từ từ với anh. Giờ anh muốn vợ quá rồi, 38 rồi nữa. Thì tùy ảnh thôi à. Em có tật xấu gì không? Tật xấu thì là mê phim lắm. Mê phim mê xem tivi lắm. Hay là biến kiểu này kia khó chịu. Chơi game thì cũng đang giải trí thôi. Có ghiền không? Không có ghiền lắm. Trời ơi, có nhiều người giờ ghiền cho chơi game mà bỏ con, không cho con bú luôn á. Không có tới nỗi đó. Không có nỗi đó đâu không? Rồi không sao, còn gì nữa không? Hết rồi đúng không? Rồi đơn giản. Đó, nãy giờ em nghe rồi ha. Dạ. Cũng không có gì phức tạp đâu. Ủa có biết làm việc nhà không? Nấu nướng rồi được không? Dạ, nói chung là làm được. Làm được hết ha. Bỏ bớt mấy cái vụ chơi game đi nghe, tôi cũng không thích đâu. Chào chị. Dạ, chào anh. Trai hơi dễ thương á. Trai ha. Hình như không được cao lắm, hèn chi thích vợ cao không là cao. Dài đó đụng chưa anh? Dạ đụng rồi chị. Đâu, cho coi dài coi. Ồ, 5 phân đó hả anh? Dạ. Ủa giờ mình lấy vợ về có cần làm dâu gì không anh? Dạ không, em thích sống tự do hai đứa thôi. Dạ, ủa tự do mình có nhà riêng chưa anh? Dạ có rồi chị. Ồ, ổn ha. Anh có tật xấu gì không? Dạ tật xấu á chị. Thì không có, mà em hơi khó chịu chút xíu à. Ví dụ chị hỏi em đi đâu về thì em nói mới đi đó về. Rồi lát chị hỏi là đi đâu về, em nói đi đó về. Lát chị lập lại chị hỏi thì cái đó em hơi khó chịu thôi chị. Hay, thấy được á. Được rồi đó, cặp này ổn rồi đó, xứng rồi đó. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Cho em hát bài để tặng anh chị và khán giả đấy không? Một hồi gặp cô ấy hát. Dạ. Rồi bây giờ mình... Mình đi có người thân đi theo không? Người thân nữa coi. Có mẹ em với lại cô với lại chị. Đó, có mẹ vợ đi theo luôn nha. Anh phải làm việc sao đàng hoàng nha. Con chào mẹ. Biết ai chưa mà chào lẹ vậy. Dạ chào cô.
Rồi đó anh chào mẹ đi anh, rồi nói chuyện đi dạ, anh. Con chào mẹ. Dạ. Mẹ, lần đầu gặp mẹ, mẹ thấy con sao mẹ? Chào Linh với Cát Tường. Dạ. Chào cô. Chào cháu. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp thì thấy cũng ấn tượng tốt, dễ thương, cũng dễ chịu, thấy cũng được. Hôm nay là lần đầu tiên con cũng gặp bạn gái bên bức màn mà chưa thấy mặt, thì con cũng hy vọng mà dựa cái chương trình này đây cho hai đứa một cơ hội để hai đứa tìm hiểu, lúc đó thì mới hiểu nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ bên này thì chắc có lẽ không có hiểu được hết ý được. Con xin hết. Nói chung là lúc nào cha mẹ cũng muốn tạo điều kiện cho con cái có gia đình càng sớm càng tốt. Anh cũng cầu mong như con thành đôi. À, cảm ơn cả nhà. Đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai của em là mặc áo trắng với hai mấy người em họ đó. Em ruột hả? Dạ em ruột, em trai em. Ruột à, trai quá ta. Trời ơi, sao em ruột? Ủa có sao uống sữa khác nhau hay sao vậy ta? Dạ em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. À, chào bạn. Anh thấy chị dâu tương lai bên này như thế nào? Dạ em thấy chị cũng hiền, dễ thương, tính tình thì cũng vui vẻ. Thấy cặp này được không? 6 tháng tiến tới luôn anh, em thấy sao? Dạ chắc được á. Chắc được ha. Rồi cảm ơn em ha. Dạ. Rồi vậy được ha. Ổn rồi đó. Rồi kéo màn. Bắt đầu. Chào. Em chào em. Chào quà lâu lâu. Chào quà tặng em. Dễ thương mà. Bây giờ đầu tiên này em muốn hát đúng không? Dạ. Mình tạo ấn tượng cái đứng lên trước mặt cô gái ấy hát bài nào đó để tạo ấn tượng. Dạ. Muốn hát bài gì hát tụi em. Đứng lên giới thiệu với cô ấy luôn. Đến với chương trình bài hàng hôm nay. Cầm micro luôn hả? Dũng xin gửi đến quý vị các anh chị nhạc phẩm mang tên Thuở Ban Đầu. Xin mời cho con một tay quý vị. Hát cô ấy nghe nha, cầm micro luôn nha. Cũng cầm. Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Xưa trên cùng chuyến đò tình chợt bến khi tuổi vừa yêu. Trong bể đời hắc hiu tình vẫn du ăn giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay điều lắc lư gửi và em về bên. Đi đâu đâu, đi đâu đâu. Hát rồi, bỏ cái video luôn rồi. Bắt đầu giờ mình vô vấn đề nha. Mới gặp anh lần đầu tiên em cảm nhận sao về anh? Em thấy anh cũng dễ thương. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Vui vẻ. Anh thì có vui. Ừ. Anh thích tới đám đông vui lắm. Còn em có gì hỏi về anh không? Mình tự nhiên lên có sao đâu. Đúng rồi, em phải nói trước cảm nhận của ấy sao. Em cứ cảm nhận sao về anh em nói đi. Không em á, em cảm nhận cô ấy sao đó. Mới gặp nhau thì anh thấy em rất dễ thương. Tánh tình cũng hợp theo ý của anh. Thì nhân đây anh nói thì mình á, em cái công việc của em cũng làm về trễ. Thì anh cũng trễ, ngoài 8 giờ hoặc 8 rưỡi anh mới về nhà. Thì cái đó là mình cùng nhau hẹn hò đi chơi trễ trễ chút xíu, em có chịu không? Cũng được nhưng mà đừng có trễ quá. Thì khi mà anh đi mà trễ thì anh tới xin ba mẹ nhà rồi anh chở em đi về trễ chút xíu không sao, anh xin ý kiến ba mẹ rồi. Trời, chưa xin rồi đó. Anh coi quan tình yêu làm sao rồi nè, đám cưới mốt sao, hẹn hò sao bạn với anh đi. Tiền bạc anh nói như vậy nè, mình người phụ nữ thì mình phải kiểm soát tài chánh nó mới được phải không? Còn đàn ông tụi anh làm bao nhiêu về đưa cho vợ bấy nhiêu là cái chuyện đó có. Nhưng có cái trong cái bóp của anh em phải để anh chút xíu đi đường tiếp bạn bè là được rồi. Dạ đúng rồi, cái đó là sự giao tiếp của anh. Thì nói chung là anh có khả năng đưa nhiêu thì đưa, em không có ép buộc. Còn về gia đình thì... Nói chung về mọi mặt gia đình, anh chỉ có nói một cái như nè. Em nói với anh câu là anh cứ yên tâm nơi tiền chiến, hậu phương ở nhà vững chắc có em lo là ok rồi. Bây giờ đẻ mấy đứa con nè, đó. Đẻ phải đẻ lẹ lẹ đi chứ cũng 36, 38 tuổi rồi đó. Dạ hai đứa chị bây giờ đẻ nhiều không dám chị. Tính hỏi cổ coi cổ chịu không. Em có thích hai đứa hay một đứa em? Hay là nhiều hơn? Hai đứa chắc được rồi, nhiều hai hơn. Nhiều hơn chắc Thảo nổi quá. Giờ cô ấy là ít đi chơi lắm, ở nhà may vá thiêu thùa không à. Nhà cơm nước không à, ít ra ngoài chơi lắm. Bây giờ mình, ví dụ mình quen nhau ha. Bắt đầu ngày này mình yêu nhau, mình tổ chức một buổi sinh nhật cho cổ, một ngày đâu gặp gỡ thật lãng mạn. Em thử em diễn tả cái ngày đó thế nào. Thử luôn á anh, đứng dậy làm thiệt luôn ha. Rồi, đúng rồi. Bánh... Phải nhìn cổ kìa, làm nhìn cổ rồi. không? Hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh gửi tặng cho em một bài hát. Kính thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Một cái tay chống kỳ vậy. Đánh gánh nặng nhọc nhằn, không ai khổ bằng cha. Tần tạo sớm hôm cha mẹ nuôi con khôn lớn, thân gầy hốc hác
cha che chở cho đời con. Thật vậy, hôm nay Dũng thay lời muốn nói gửi đến quý vị cùng các chị nhạc phẩm mang tên Tình Cha. Xin mời quý vị nghe. Ủa sao sinh nhật bạn gái mà tặng bài Tình Cha? Tôi sinh nhật bạn gái là anh. Chị bắt đầu. Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Là cái ngày đó là giống như mình tưởng nhớ tới công ơn sinh thành của cha mẹ sinh ra mới có mình. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Video. Suốt đời vì con gian nan, gian khổ, ngày đêm chăm no, mong muốn con được lớn khôn. Mẹ cười rồi đó, mẹ khoái rồi đó. Thấy mẹ cười rồi đó. Rồi có cho hát cho mẹ không? Dạ không. Ba, mẹ, mẹ mới đẻ được con chứ. Dạ mẹ thì em cũng không nhớ lắm. Rồi thôi bây giờ mình vô chuyện tình yêu nè. Đúc kết vấn đề lại nè. Nói một câu sao tỏ tình với người ta, đồng ý đi, người ta bấm nút đi rồi xong. Bây giờ là tất cả các cái này để lo chuyện đám cưới của hai đứa anh đã có sẵn rồi. Thì em tính bao nhiêu lâu mới để hai đứa mình xây dựng tương lai hạnh phúc? Thì như nãy anh Quyền Linh nói thì em nói là một năm thì giờ chờ 6 tháng cũng được. Nhưng mà cỡ đó tại là... 6 tháng độ lại thôi phải không em? 6 tháng trở đi đi, đi đừng 6 tháng trở đi sớm không? Quá. Anh theo ý em thôi không sao đâu, mình là thanh niên mà. Vậy thôi hả? Em nói một câu gì cảm xúc của em nãy giờ, em cảm nhận ảnh như thế nào? Nãy giờ ảnh biểu diễn quá trời rồi đó. Ảnh thổ lộ quá trời, em im re không à? Rất là vui, hát thì cũng được nhưng mà... Sao góp ý thẳng đi. Không biết nói làm sao nữa. Em nghĩ sao em cứ nói như vậy, đúng không? Nói chung là được. Rồi, cảm ơn em nhiều. Chỉ được là được rồi, phải không? Được là được rồi. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Nãy giờ hát hò nói chuyện tâm sự rồi đó. Đây là giây phút quan trọng nhất. Cảm thấy phù hợp thì nhấn nút hẹn hò. Còn không thì không bấm. Một. 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai em. Nắm tay nhau. Cho nắm tay nha anh. Xin mẹ giờ. Mẹ cho con nắm tay con gái mẹ nha mẹ. Được không? Rồi gửi các bạn những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, cảm ơn các bạn. Chuẩn bạn gái xem phim đi. 6 tháng thôi nha.